Chào các bạn. Hôm qua phân nén rồi, hôm nay hai thằng phân nén nữa. Đấy. Mình với bạn mình hôm nay đi phân nén nữa các bạn. Giờ đi qua bên đây. Mà đi qua bên đấy luôn em. Ba chiếc trà. Lên trên tàu luôn em. À, cho tao lòng quần đây, tao không có đi đâu. Có nước không? Chưa. Chẳng ngon. Chung, cái chỗ cái nước ngon rồi. Hào phế. Phế, thấy cái suối cái nước rồi mừng. Được không? Thôi để chiều lại đây cho làm cái gì? Ô, cái suối cái vúa chắc cũng có mày. Xin mày. Thấy chưa? Cái suối cái vúa chắc cũng có nước á. Trời ơi, sao nước nhiều dữ vậy? Chà nén. Không. Đó hai thằng không đây nó phơi nén thử có gì các bạn. Dạ hai thằng xúm phơi nén thử ạ. Chú tàu nén quá các bạn. Biến bên kia này. Mình không dám ra đây đâu. Chú nén quá dù trong bụi mình à. Mình đào tụ điện các bạn. Anh chút nữa mát mát còn mình ấy ra ngoài. Ở đây có một cái trụ điện này, hai châu trụ điện, trụ la trên trời luôn, cảm ơn. Nó nấp trong bụi đây thao quá, để mình bế xuống thử nè. Mày, là cái góc lên lòng gì đâu. Hai châu trụ điện này các bạn. Trời, đào ít cái trụ điện cho nó mát mát chút rồi chạy ra các bạn. Bây giờ nóng quá. Đấy, trụ điện mình ngón chân cái. Đây, đây là hai châu trụ điện. Lá nó đây các bạn. Trụ nó đang ra độc non luôn. Mười. Đây. Thôi, bỏ đây. Một cái trụ điện này. Cái đây, cái cặp cái sao ta. À đúng rồi, đây hai cây. Bên đây cái cây nữa, cái chiếc nữa. Ui, chỗ đây mình thấy ba cây trụ điện các bạn. Trời ơi, nén dữ vậy. Nếu mà đào bởi cây trụ điện này, đảo nó ra cho. Mệt quá. Nén quá các bạn. Chút nữa ra ngoài tống, đào cái lùng. Mình đào lên được một cái trụ điện rồi các bạn. Đây, cây trụ điện đầu tiên. Ổn ổn. Đây các bạn. Trời. Mình xuống đất ra nè các bạn. Mấy chỗ đây đường xa lắm mình có đỡ nhiều đâu. Đấy, mình đỡ vừa đủ vậy thôi. Ít ít thôi. Cho nặng lắm các bạn. Rồi, để mình hối nó lại. Vậy là xong. Còn ở đây mấy cây nữa này. Để coi thử cái đào không. Còn không, mình nguyên chút với mình ra. Ra ngoài nén cái này các bạn. Đấy, ra ngoài trống lỏng thế. Nén quá. Cứ trong bụi rủi như cúc. Trời ơi, chết. Thằng bạn mình không biết nó rủi chỗ nào đâu. Bây giờ mình ra ngoài nén rồi các bạn. Trời. Cái bụi đây nó càng. Ôi ôi cha mèo. Nó càng cọt các bạn. Trời. Sao ít đỡ dữ ta. Hai thằng. Đây. Hai thằng nhịp nhịp dài. Ôi bụi đây đỡ tính sâu các bạn. Bây giờ mình để kiếm cái khác thôi. Trời. Bụi đây nữa. Lá này. Nén nó rụt rịt cho các bạn. Ra rục rịch luôn. Trời. Coi đây thôi. Cái đây một thân dài. Nó mà thật cao các bạn. Thôi để mình thì kiếm nữa thôi. Trời. Nên. Nên lòi hẳn. Mê. Cha ơi. Các bạn coi. Đấy. Biến ấy. Xanh lét. Trời cũng xanh liếc luôn. Đào được cái trụ điện bó dưới cái bụi như này các bạn. Đây cái bụi tốt tốt ở dưới. Được đấy. Giờ phô ra ngoài nén. Mày, chào nén, rưa sợ. À,
các cái bụi này trúc núp trong cái keo này. Tìm thử thấy mấy cái gì ở đây không? Đây, hải châu. Đây nữa nè các bạn. Sống không nổi mà có trái rồi nữa chứ. Trái đây còn non. À, bên đây có trái chín. Bụi đây có trái chín nè các bạn. Cái đây trái tròn. Lá tròn. Trái cũng tròn luôn. Mà sao cái cây này chết lao quá rồi. Trời. Ba thân các bạn. Cho nó nằm cách xa chúng ta. Đỡ đảo lên chứ biết các bạn. Dâm thì chết hết rồi. Cái lá rụt rịch. Cái trái cũng rụt rịch luôn. So với ngón tay mình các bạn. Đây. Đấy. Nó tới xíu. Nó căng ngang các bạn. Ở đây nó càng lớn. Giờ mình trồng nó bự ra. Vui lắm. Chẳng phải mình trồng nó được như vậy đâu. Đây. Cái đây như lá dài. Cái đây lá dài các bạn. Bụi nó nhỏ. Thôi, đứa mình lục mình đào ít bụi thôi. Thứ có được cái bụi nào nên hình gì không? Mày. Chà. Ui, để con cây trụ điện. Đây. Để con cây trụ điện nữa các bạn. Chắc mình lấy cái trụ điện đây luôn này. Một cái trụ điện. Ba thân. Đây các bạn. Lá đây. Cái đây lá dài. Chùm kẻ đá này nữa này. Mày. Chô, nén sao mà tháo màu hầu. Lột bột. Chô, còn cái đây nữa. Cái đây lá tròn nữa các bạn. Mà sao cái bụi đây to dữ vậy? Nó bò đi đâu mà loạn xa rồi. Mày, cha, tay. Trái cũng nhiều chứ. Trái này các bạn. Đây, trái sống, trái chín các kiểu. Cái lá thì đây, đây lá tròn. Cái đây lá gì? Đây cũng lá tròn. Ở đây có mấy cái lá tròn các bạn. Chùi, nhanh quá. Kiếm chỗ nào dũi ra chết. Dũi nữa. Cái đây, bụi đây thôi. Cái thứ gì trong này? Chùi, góc đây sao chung dũi, góc tầm 7 giờ sao đảo. Thôi xong rồi. Chùi, nhanh quá. Thấy rồi mà đào không nổ các bạn. Nhanh hơi sợ quá. Chùi, kiếm chỗ nào trốn ra chết. Thôi. Đó bỏ đồ chỗ nào các bạn. Nhanh quá, chết rồi. Đây nữa. Đù, đã chín rồi chứ. Mẹ. Cái cầm đây. Một cầm rừng. Nằm trong đá. Chụp, toàn thổ để trông. Trông gấp. Vô cái bụi đây cho chết. Bảo được con coi các bạn. Giác chạy vô bụi trốn. Mẹ. Cho. Mình đào cái đây lá tròn. Để vô bụi tốn các bạn. Nén quá. Chùi, trái vào đây nhiều. Trái vào đây nhiều các bạn. Cục luôn này. Cái trái chín này nói. Hai trái chín này. Chùi, cái trái chín nó bự. Trái tròn luôn các bạn. Chùi, to gần bằng ngón tay mình luôn. Trái non thì âm sâm. Chô, có anh em cái này các bạn. Bữa nào lên cũng gặp người hết các bạn. Kìa. Đây nha. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đứng ngoài nắng ấy. Bữa nào có người gặp. Nãy mình gặp 3-4 người ấy. Anh em đâu mà đông dữ. Còn thằng bạn mình nó lúi đâu dưới đây. Mình kích xong các bạn. Đào một cẩm. Nó tắt hết rồi. Còn được một cây. Đấy. Còn được một cây hải châu. Tắt hết các bạn. Còn được một cây dài. Thôi còn đó. Còn nhiều còn. Cho nó tự bớ lũa nó rớt hết các bạn. Chù, nó nén sao mà không dám ra.
để mình coi thứ còn gì nữa. Trời, nên qua cứ trốn miết các bạn. Bây giờ lòi ra này, để mình xem soi thứ trái này các bạn. Kinh kinh nhưng mà nó trái nhiều không? Đây, thọ cho ba. Ở đây có thứ mới coi. Ô, cái chút chút các bạn, chút xíu ấy. Không, đứng đào thôi các bạn, một coi, hãy coi. Đến coi nữa, ba coi. Đứng đào thứ các bạn, chút chút không. Đây có cây to mà. Ui, nó lâu quá các bạn. Chết hết rồi đỏ. Nó chịu hạn nó chết nó. Học để mình đào mấy cái cây đây. Cây đây cô thứ ơi, trái tròn các bạn. Đây cái trái tròn. Còn lá thì đây. Nắng. Sự nắng bóng. Mình đã nhổ cỏ ra sạch sẽ các bạn. Nó tốn bằng cỏ này ha. Mày. Trời, trái à. Chỗ đây cây nào cũng trái tròn hết. Thấy các bạn thấy trái tròn không? Đấy. Trái tròn hết các bạn. Cây đây cũng tròn luôn. Ba cây. Đào các bạn. Anh em họ đi đông quá. Họ đào không còn gì nữa đó. Mình cũng tranh thủ đào bảy vài cây nhỏ nhỏ. Trời. Mệt mỏi chiếc nhỏ nhỏ đây cũng còn có mà đào nữa chứ. Anh em họ đào hết. Đấy các bạn. Nó nhỏ nhưng mà nó già đầu nha các bạn. Đây, các bạn nhìn cái xung quanh nó này. Đấy, có cái cây gì lớn được đâu. Thì nó cũng không lớn như nó kia luôn. Thấy không? Đây cũng có cây gì lớn được hết á. Thôi, mình đào ba cái bụi đây các bạn. Có trồng có rau, có trà cho nó mới thấy. Mình đào nó lên nữa rồi các bạn. Mới kỵ đất ra bớt nha. Trời, đường này xa lắm các bạn. Không có đỡ đất nhiều đâu. Mình bấm bức dêm lại. Đấy, cây nào cũng dài, cây đây 3 thân này. Trái rụng rồi. Cây đây 1 thân. Để mình xách nó lại chỗ mát đi các bạn. Ui, lại chỗ đây trốn. Trốn chỗ đây ngầu. Kết dêm nó các bạn, nắng quá. Trời cha. Nắng sao mà. Thứ không điêu. Trốn gấp. Nào, ngầu chỗ đây các bạn. Để mình xuống cái dêm nó các bạn. Đó là gọt bớt ấy. Đây, mình kích xong rồi các bạn. Thấy chưa? Còn lại mấy cái chìa các bạn. Chú, cái đây rỡ ngang cũng nhiều này. Mà còn cái đuôi chuột nữa. Chỗ đây nó có cái thẹo các bạn. Nghe đây. Cái thân bên ngón tay. Nhỏ các bạn. Nó cao cho con 30. Một cây. Đấy, mình đã sáng được ba cái nhỏ rồi á. Hai cây chút xíu vậy á, trồng xem mới có. Đây cây thấy 3 thân này các bạn, mình đỡ lại ít đất thôi, không có đỡ nhiều các bạn. Đường xa mạnh lắm. Đấy, cái đây cao cũng có 25-27 phân gì các bạn. Một gốc 3 thân đỡ nguyên cái xuông này, trồng ra lá là nó mới ra trái. Sao để mình xuống chỗ kia các bạn. Mình đào thêm cây nữa, cây hai cây nữa. Cái thằng bạn mình nó trốn ở nào mất rồi. Đây, bây giờ mình lại cái bụi đây các bạn. Trời, cái bụi đây. Đây. Trời, cha. 100 này các bạn. Thật chết rồi, cái bụi bị lớn không biết. Mà nó là 100. Mời. Ôi trời là ấm sầm thân các bạn. Đó lập hả thử ơi. Ui có cái mai nhỏ nhỏ mà có bông ra. Đây nữa nè các bạn. Đây. Ui thằng bạn mình nó lên tới đây rồi. Nó ho chỗ đây. Hình quá. Đây các bạn. Trời buổi đây sao nó thánh dữ ơi. Thánh quá các bạn. Thôi đào cái chùm đây. Cứu cái chùm đi. Đây các bạn. Đấy. Dọn ra rồi nha. Nguyên cái trà đây. Cái gốc các bạn. Một chùm ấy. Mê. Trà. Mình nhổ cỏ ra thử đi. Đấy. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Bên đây thân được bảy thân. Sao đông dữ vậy? Biết cái nào mà đào. Đúng không?
Chú sao cái bụi đây đâu quá, thằng khỉ mới mày chạy đâu mất rồi. Thôi mình đào thử lên các bạn. Đấy, nhầm dài xin có đấy. Đấy, đào nó được lên rồi các bạn. Ngay chỗ kia này. Chú, cái đuôi chuột này. Đấy, một cục lỡ. Thôi thôi, một cục đất. Chắc cũng kệ kệ bớt nữa các bạn. Thôi á, còn cái trà đây anh. Nem thân, một cầm nem thân. Chú, trà nó rau. Đấy. Bây giờ là phải dọn bớt các bạn. Gư quá. Thấy gư sợ thiệt. Đấy, thằng bạn mình bây giờ nó đào tiếp bụi nó. Cái bụi đi, cái bụi đen tái mà mấy liền bỏ liền liền một góc cứ nghĩ cái chủ. Ê quên đừng cắt mất cái thân uống nghe mày, đỡ mấy cái cây cam cam đây vậy cho mày gì à, tầm sống rồi đi dây chỉnh được mày, còn mày thép vô cho đừng cắt mất ở cây cao cây thấp bây giờ chừng chỉnh nóng tròn á, cắt dọn dọn trên cao thâu đấy vậy á. Còn cái đơn uống xuống chứ mày làm trụ lưới chết cha á. Không có rượu lấy uống nậu. Đúng không? Phải có rượu mới uống chứ. Không có rượu lấy uống. Lá này bạn. Lá thì thôi. Cái dùng để lá thôi nó cháy. Cái này nấy cháy tròn không? Nấy cháy dài. Mấy cây nấy đào dưới chỗ đây cháy tròn. Cái em thì dài dài. Cái em thì tròn tròn. Chù. Chù. Đào. Đào đi. Đây, nên con nhà đào này. Đấy, nó đào phút, phút, phút. Chưa, nó đào như úi á. Đấy, đứt rào, đứt cái rỡ nhịp cái cây rào. Hơn quá. Hơn quá, hơn quá. Thâu rào xem cái cây rào. Nó làm ba cái cây nhí lên trời ngậu nó rào. Ê, còn phía đây, còn phía đây. Còn nó gãy cái rỡ phía đây. Còn phía đây nữa này tưởng. Đó, còn phía tôi nghĩ u máu đó. Mà sao dòng nó ưa u vào máu vậy? Hả? Nó mọc lên là máu, đem sắc bệt nữa này. Này, máu này anh nói. Máu anh nói, nói anh máu. Người già chết đó. Rào gần lên rồi. Hên quá. Hên quá. Cái thật thầy lê chứ. Cây mình dọn chưa xong mình chạy lại quay cây nó đang đào. Đào ơi, đào xuống rồi xài thằng súng nào dọn luôn. À, con nó nhúng. Từ từ chứ, nó có cái cầu qua, ví dụ nó có cái cầu qua mày làm mạnh nó cái nó gãy mất. Đó trồng nguyên cầm như cái đâm rừng ấy, coi chơi chứ. Được chưa? Còn cái đuôi chuột chứ á. Cô đuôi chuột con này ai? Đừng nghiệp cái lấy nó gãy ra. Phía tên đó, phía đây này, đó, đó. Mùi tống lên chút. Đấy, 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 đúng rồi. Chưa, đúc vô nó chạy khớp rỡ, cái nó bấy đầu lên. Đầu, xem mà, xem đầu nhỏ. Đầu, sách chạy, sách chạy. Sách chạy xuống đây, vũ đất bớt ở trên nó nhẹ. Còn nó gãy rỡ. Thâu á, cục chà bá rỡ. Chù. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Rỡ nhiều mà. Rồi đạp gãy coi đấy mày. Cái này nó nhỏ, đâu đưa bữa khác đâu nữa. Đừng có đạp nó gãy. Nhỏ. Nhỏ trời má. Có cái cua. Thấy rộng. Quá, kêu bắt đầu. Biết. Đấy. Giờ mình với nó xứng nhau mà kích dọn. Đây, mấy cái rau tôm mình rau mực mình đây. Còn món đâu đó. Gắt lên bụi rồi các bạn. Gắt lên cho nó chạy tới chạy lưu cái nó dặn nó tuôn mà. Thôi, để mình xứ cái bụi mình nè. Xem các bạn, một cái trà nữa. Chù. Đấy, trà đấy. Một cẩm nem thân. Chô cho rỡ cục cục. Sao bỏ đi. Kiếm thử còn cây nào nữa không. Cây gác mình thấy. Ủa cây kiếm mình đâu ta. Đây. Để các bạn mới đi tìm được một cây em biết nữa. Ô cha, chị gỡ đất ra quá. Đất chị lắm. Đây. Đấy.
nhỏ xíu xíu nha. Thằng đi qua, thằng đi lại. Rồi quá. Nè, điện nó mất hết rồi. Đây, 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 đây. Đây, đây. Đấy. Còn thằng bạn mình đây. Ủa chứ, đỡ chứ, cái bông tao nhảy. Chọn mày qua tay. Được cái cây. Hay ta. Đỡ lại mấy gai cho chọt tay chờ. Cái kỹ kỹ vậy. Chọt tay quá. Ừ. Đỡ nó chọt tay. Nó chọt cũng đấy. Bằng ngón tay cái. Có cái lấy hay hay. Có cái chỗ căng căng. Ủa cái thở chỗ nào vậy? Hả? Cái thở đâu phía đây mày. Hai cái. Cái một cái là còn cái nữa. Còn đâu chỗ đây nào. Đấy. Còn đấy á. Đâu chỗ đây nè. Đấy. Đục mang vào tay rồi giữ cho. Giữ dành cho. Mồi ra cho đèn hào lên vũ bớt này mà. Mà đỡ đau á. Đau xuống phía đây cái cá. Ở đây nổ cha tôi sẽ dắt đất. Dắt đi cái miếu mạch liền á. Thằng kéo mà táp đất kịch kịch vậy thôi chứ còn cái kéo nữa không thận. Rồi, thật tính khôn á. Cái đó cho nơi mua nữa cho không sản xuất bán ai. Đúng không? Bán ai. Giật giật đi xuống thử coi. Giật nào tới cô rỡ đỡ lại. Đấy. Tới cô rỡ. Thôi 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 tới rỡ nhỏ thôi. Rồi tới vô. Tới rồi, tới rửa nhỏ ra. Trời, nó đào. Đấy, đấy, đấy. Cái điện nó ôm vô cái góc kia ngang đây rồi. Đấy. Cái cục cục vậy. Rồi tôi mới kêu trong tầy à. Tôi cái gì đâu chết kiểu vậy. Hồi nãy tao ngồi bên trên đây, tao đào, tao nghe mày dưới mày đào. Đung, 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 đung. Thôi á. À, đây có cái nhỏ nữa. Đây, 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 đây. Đây có cái chút nữa nè. Làm luôn cái chút đây luôn. Đấy, thằng bạn mình nó dở lên cái cây đâu. Coi chừng nó gãy cái rỡ. Đâu rỡ đâu, rỡ đâu. Rỡ đây không, rỡ đây rỡ tầm bại. Bại sao, đây nè, cái này nè. Ờ, cái cây. Cái cây tầm bại giờ rỡ, cây ra ra ra. Từ từ nó gãy rỡ nhó của cây đây. Anh làm cái bằng tay. Vậy nha, cháu trồng trên cái trà thì nó cái trái liền á, nó chuỗi lắm. Rồi mới cái cây. Ơi, vậy cái chỗ đây bỏ chỗ đây chơi. Chỗ đây chơi. Để nuôi sắp cho. Cái chỗ tâm tinh vậy mà nuôi, đâu mà nuôi cho một chùm rỡ mà bỏ chứ. Bỏ chỗ đây đi. Cái chân gọn phát ngay đây, bỏ mẹ nó đi. Đó. Ui. Đấy, sao không đứa nó nuôi? Một cục rỡ dính một cục đất vậy mà, coi, được rồi, được rồi. Vậy mà còn nữa, nuôi nuôi không? Chứ, được đâu á. Đủ nè. Chị á. Đứa tập đạp cái nhỏ này nữa mà. Bây giờ cứ ủi ủi mấy chỗ mát, đào cái chút chút. Đây, cái nhỏ đây. Chút xíu luôn. Đây, mình đào nó ra rồi. Một cây. Còn cái cây nào hay tao này mà nhỏ cái đây nữa không rồi. Dạ mà có trái nha. Nó già đòn đây nghe ngoài. Ừ. Còn cây nào nhỏ cây này nữa không? Đây nè. Nhưng mà anh em mấy anh em ở phố họ thích những cái cây. Chết cha cái thằng đây nó giọng gãy mất cái đọt đây đâu. Thôi á. Thôi đỡ bên lại chẳng được chưa. Ông giảm bị nhịp cái đọt lại rảo. Uống chưa. Chú gãy đọt lại tiếc thiệt. Thôi cỡ nó cầm dở các bạn. Hai cái nhỏ. Không có bỏ cái nào lại hết á. Đào lên là cầm đi. Đây các bạn. Mình mới đào được một cây nữa. Đấy. Cái đi tới à. Hà tới đây. Đi tới dài. Hồi nãy tới tròn, bây giờ tới dài. Tới dài mà tròn ơi. Đây. Tới dài phải không? Có cái tròn cái tới dài chứ. Để mình dọn các bạn. Rồi mình gối mấy cái cây lại. Mình đi giờ. Đây. Có thằng bạn mình đây. Chà, có cây thắt cháy nữa. Được.
anh làm cái đuôi sao đi. Cái có cái con hẻ. Rau con mình rau rau một mớ các bạn. Để mình gom lại ha. Qua bên kia anh. Còn chết ở trong đấy còn cái nhỏ nhỏ nha còn. Đây các bạn. Của mình đây. Hôm nay ăn một cây cây đi tới dài. Rủ đất bớt cho nàng các bạn. Hai cây cầm rừng 3 tầng, cài 30. Nhỏ đầm ngón tay út vậy. 4 cây. Chúa. Tính luôn chứ, tính chào hết cho đủ số. 5 cây. Đấy, siêu bí nhỏ. 6 cây. Hay chưa? Bữa nay đào cây đã chưa? Đây bạn mình liền cái đây mình lấy luôn các bạn. Không có bỏ uống. Đấy. 7 cây hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây đúng rồi. 8 cây, mình tự tính số lượng nha. 2, 9 cây. Trời. 10 cây. Đấy, cây này âm sùm thân luôn. Cao 30, 40. Cây này cao nhất các bạn. Đây, 11 cây. Cây này cao khoảng chắc cỡ 60 chứ. Cái đọt cao nhất 60 đúng không? Đúng không? Còn bạn mình ngồi xuống khí ngâm rượu kìa. Còn của nó này các bạn. Đây. Của nó đấy. Một cây thắt đố. Hai cây tầm kém đầu chứ. Có cây cò hay không? Cây đây các bạn. Có một cây cò lên. Thả ra cần đây. Đây. Nó làm. Ủa tích, ủa lép, ủa lớn, ủa nhỏ nó làm. Cũng chục cây chứ. Đấy. Còn của mình ấy. Dưới lượng cây. Một cây tủ điện nó rồi ạ. Xem các bạn. Bây giờ bó lại đi giờ. Video để rừng mình xin kết thúc ở đây.